Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ thì Trấn Thành cũng xin muốn hỏi ba vị giám khảo một tí về cái con vật mà làm cho quý vị sợ nhất. John sợ con gì nhất? Con rắn. Con rắn. Con không phải con rắn, con trăn. Con trăn, cái trăn. Con to hơn. Siết chết là con trăn. Chắc con rắn, con trăn cũng vậy. Vậy đến chính chi vậy trời. Đúng không? Nhưng mà John có sợ con trùng không? No. Nhỏ quá không sợ. Sợ mấy con bự bự thôi con không? Con rắn thôi. Anh Đàm anh sợ con gì? Trước đây thì tôi sợ con chuột. Sao là trước đây? Sau thời gian làm việc với con người, yêu con người và gặp những sóng gió thì tôi thật sự là sợ con người. Rất đáng sợ đấy. Em cũng sợ. Giống anh. Thôi đừng có sợ quá, em đang yêu tùm lum mà yêu sợ cái gì? Không có anh. Yêu là yêu, sợ là sợ anh. Đúng thưa quý vị. Nếu mà nói về xét về cái hệ sinh thái của cái thái dương hệ này, sinh vật nguy hiểm nhất thái dương hệ là con người. Tại vì con người nó tinh vi nhất, yêu thương cũng đồng nhiệt nhưng mà tiêu diệt thì cũng tàn nhẫn. Không có cái con vật nào gây sát thương nhiều như con người đâu. Phạm Hương, em sợ con gì? Trước cái câu hỏi của anh thì em cũng định trả lời là em không sợ con gì cả. Nhưng mà sau câu trả lời của anh Đàm thì bây giờ em biết là con gì em sợ nhất rồi. Con người. Cũng là con người luôn. Chính xác. Thưa quý vị, chúng ta hãy hiểu theo cái câu đó theo cái hướng tích cực nhất. Chúng tôi chỉ sợ những con người khiến cho người khác sợ thôi. Chứ dĩ nhiên là chúng tôi cứ không phải con người nào cũng sợ đâu. Và trong cái bài nhảy sắp tới cũng sẽ có con người. Nhưng mà con người này sẽ không đáng sợ. Và cái con người này, trên người của con người đó cũng có một con mà John cũng rất sợ. Đó là con rắn. Chúng tôi gọi tạm cái nhân vật này là xà nữ. Và lần đầu tiên trên sân khấu của Bước Nhảy Ngàn Cân, một thể loại Bollywood. Và chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng đến với xà nữ Bollywood, Tố Tố. Chị Phương Thảo vẫn là cô tiên xinh đẹp trong lòng em. Luôn động viên, cố lên, cố gắng lên. Trời đất ơi, làm không được bị anh Lộc la là phải cố lên. Không có được là bỏ cuộc. Chị Phương Thảo thật sự là biên đạo rất là giỏi và kỹ và khó tính nữa. Bắt mình là phải làm cho hết, phải làm đạt tới trình độ của anh Đình Lộc luôn. Chứ không được là Tố Tố nữa. Tới những lúc anh Đình Lộc rất là nản, chị Xuân Thảo vẫn nói là đứng lên tập đi, tập tới khi nào mà hai đứa không còn tập nổi nữa thì thôi. Sau khi một khoảng thời gian dài mình đồng hành với anh chị thì cảm giác lớn nhất của mình đó là cảm giác có lỗi, tại vì mình đã đè anh Đình Lộc tan nát luôn. Mình đã làm cho anh Đình Lộc trời chấn thương đủ mọi thứ mọi nơi luôn, nhưng mà anh vẫn không than một cái tiếng nào hết, nên là mình cảm thấy những cái sự đau đớn khổ cực của mình bỏ ra không có là nghĩa địa gì hết, nên là không bao giờ mình than vãn khi mà tập với hai anh chị hết. Em hy vọng là cả ba chúng ta sẽ đi được tới cuối chặng đường, chúng ta cùng cố lên. Rangila Bharat Holena Holena Be. Tự nhiên cái cuối chương trình giống như con mèo Cát Tường. Đúng rồi, con mèo lắc. Một tràng pháo tay đồng nhiệt cho Đình Lộc
và Tố Tố với Bollywood. Cái điều mà tôi phải nể Tố Tố hôm nay đó là thể lực. Bạn nhảy mạnh từ đầu tới cuối luôn, xuất sắc. Chúng ta yêu thích tiết mục này và dự đoán họ sẽ được ban giám khảo lựa chọn là tiết mục xuất sắc nhất tuần. Bình chọn BN khoảng cách 06 gửi về tổng đài 8369 và 3.000 đồng một tin nhắn. Xin mời anh Hưng ạ. Rất là thú vị. Cái thể loại này nó hợp với Tố Tố lắm luôn á. Ánh mắt thần thái, là trang phục, nhất là cái nụ cười rạng rỡ của em. Từng cái nốt nhạc, từng cái động tác á, mà em nhảy nó sung sướng. Em hát theo cả bài hát. Có nghĩa là cái sự thuộc bài và nhuần nhuyễn nó thấm sâu trong cái người của em. Đúng như thả cá vào nước rồi đó. Bài dựng cũng rất là hay, trang phục đẹp, make up đẹp. Anh thích nhất cái động tác làm rắn trường thả trên cao xuống. Rồi có những cái động tác anh tưởng tượng là anh mình đang xem một bộ phim Ấn Độ. Đúng một chỗ duy nhất chỉ cần em nhanh nhẹn chút xíu nữa, thao tác nó nhanh hơn để bước lên vai của Lộc á, nhanh hơn chút xíu đúng không? Thì thấy mình sẽ linh hoạt và thanh thoát hơn. Chứ mình lên chậm ta thấy mình ụp ịch, chỉ một chỗ đó thôi mà cái chỗ đó không đáng để trừ điểm. Anh sẽ giữ cái sự yêu thích ở trong đầu của mình. Chúc mừng em. Cảm ơn anh Hương. Mời Phạm Hương. Chắc con rắn ấy không đáng sợ đúng không em? Hết sợ rồi. Yeah. Con rắn này dễ thương quá. Rất là xinh đẹp. Đây là một tiết mục mà rất là đã. Các bạn trong tạo hình của mình với dòng nhạc, với thể loại Bollywood làm cho mọi người thấy mọi thứ gần như là vỡ tan hết trong khán phòng. Các bạn phóng khoáng trong di chuyển, tạo hình của các bạn rất là đẹp, hòa quyện với nhau. Và thực sự Phạm Hương thấy rằng đây là một tiết mục mà tuyệt vời nhất từ đầu chương trình tới bây giờ. John thì sao? Cũng bất ngờ là em chọn Bollywood vì đây là một cái thể loại rất là mạo hiểm. Tại nếu mà mình không có cái sức khỏe để nhảy cái bài này từ đầu đến cuối thì nó xong. Vì cái bài này mình phải rất là máu lửa. Nhưng anh xem, anh không biết nói gì. Tại anh cũng bất ngờ là em làm được vì cái bài này rất là nhanh, phức tạp nè. Và không phải chỉ là mấy cái động tác nhưng mà cái tay của em nó chắc và mạnh, chân của em chắc và mạnh. Mấy cái chi tiết em làm trong cái bài này em làm tốt. Đó là sao anh Đạm Vinh Hương cũng thấy cái bưng bê cuối cùng anh chỉ là tiếc tại lúc đó cái năng lượng của anh đi theo up and then up again. Có thể là do cái váy không là Huy. Rồi lần sau mình phải tính nha. Không sao đâu, nếu mà các vị giám khảo lướt qua được thì tôi tin chắc điểm số bạn sẽ rất là cao, bởi vì họ thật sự hào hứng và thật ra tôi cũng vậy. Và hãy xem nào. John. Dạ. 9 điểm. Có một chút xíu cũng không nâng người ta lên được, nó thiệt tình. Phạm Hương. Phạm Hương nghĩ rằng với một tiết mục tuyệt vời như thế này thì 10 điểm. Ông Bột. Thì tôi thật sự là nói là ước gì mà em leo lên cái vai của Đinh Lộc. Đinh Lộc. Nhanh hơn chút xíu nữa. Nhưng mà tôi sẽ giữ lời hứa của mình. Không đáng để trừ điểm. Yeah. 10. Thưa quý vị, 2 con 10 và 1 con 9. Tổng điểm sau 2 lượt thi, điểm trung bình từ giám khảo dành cho hai bạn Đinh Lộc và Tố Tố là 9,3. Mời bạn bước lên bàn cơm. Thưa quý vị, cân nặng cũ của Tố Tố là 66,5 và cân nặng hiện tại là 63,8 kg. Bạn xuống được 2,7 kg tương đương với 4,1%. Tổng điểm 13,4. Chúc mừng bạn. Tổng điểm rất cao. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.